Thông báo của ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Bí mật gia đình. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất chương trình giải trí truyền hình mang tên Bí mật gia đình. Đây là chương trình trò chơi dựa trên mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ và sự hiểu biết của từng thành viên về các thành viên khác trong gia đình. Các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi. Số điểm được tính trên cơ sở kết quả trùng khớp ý giữa cha mẹ và con. Sau đây là điều kiện tham gia chương trình. 1. Thí sinh là nam hoặc nữ tham gia chương trình cùng với con trong độ tuổi từ 6 đến 9 tuổi. Các bé có năm sinh từ năm 1998 đến năm 2001. 2. Thí sinh khi đi đăng ký tham gia phải có con đi cùng và cần mang theo một tấm hình 3x4 của cá nhân, một tấm hình 3x4 của con, giấy khai sinh của con để đối chiếu. 3. Thí sinh và con khi đến đăng ký và tham dự chương trình ăn mặc lịch sự và phải chấp hành các quy định của ban tổ chức. 4. Thí sinh đã được thu hình các lần trước không được đăng ký thi lại. 5. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 14 tháng 10 năm 2007, buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Bí mật gia đình của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 8222517 9111730. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Bí mật gia đình. Thưa quý vị, chương trình truyền hình ngày thứ 6, 12 tháng 10 trên kênh 7. Mời quý vị theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Ý Lý lẽ con tim tập 24. 6 giờ phim hoạt hình phim bô. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ nghệ thuật và cuộc sống muôn màu muôn vẻ. 7 giờ 15 phút di sản thế giới. 7 giờ 30 phút ca nhạc bài ca quê hương. 8 giờ tài tử cải lương chuyện tình bên những dòng sông. 9 giờ nhịp sống Sài Gòn Đình Minh Hương. 9 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam quả muộn. 11 giờ giai điệu bốn phương. 12 giờ chiếu phim phim truyện Hồng Kông sức sống mới cho tình yêu tập 19 và 20. 13 giờ 45 phút thế giới đó đây những kho báu thiên nhiên của nước Nga. 14 giờ 10 phút thưởng thức gia đình. 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Singapore tình yêu và số phận tập 22. 15 giờ 20 phút thế giới muôn loài vui cùng thế giới động vật. 15 giờ 40 phút phim tài liệu hãy biết để tự bảo vệ. 16 giờ những điều kỳ thú. 16 giờ 15 phút văn hóa ẩm thực hương vị Trung Hoa. 16 giờ 30 phút chương trình xa khơi. 17 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Bình Minh tháng 7 tập 5 và 6. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ quà tặng tri thức. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Fish và Fossi. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chúc mừng sinh nhật. 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình. 21 giờ cười chút chơi. 21 giờ 10 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam gọi giấc mơ về tập 40. 22 giờ tin trong nước. 22 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Nguyễn Linh Ngọc tập 9. 23 giờ 10 phút tin